xin chào. Vô tình thì mình thấy những cái cuốn sách tô màu khá là độc đáo như thế này. Đó, cho nên là hôm nay mình chơi tay nhanh để chia sẻ với mọi người. Những cái cuốn, mỗi cuốn như thế này thì nó chỉ có coi, 1 trang, 2 trang, 3 trang. 1, 2, 3 trang là có thể tô màu. Đó, và nó được tặng kèm những cây bút. Đấy, những cây bút như thế này. Cái kiểu tô màu của nó khá là hay. Để mình làm cho mọi người xem. Đó, rất là nhẹ nha mọi người. Đây, mình chọn cuốn công chúa đi. Cây bút. Đó, mình tô theo chiều nào cũng được. Khi mình đẩy cây bút lên thì cái màu bắt đầu nó hiện dần lên. Đây, cuối cùng thì chúng ta đã xong một cái bức tô màu khá là dễ dàng. Và đây chỉ là một cái cây bút thôi mà nó không thể nào nó ra được nhiều màu như thế này. Mà cuốn sách này nó là bằng nước. Cái cây bút này nó chỉ có chế nước vào thôi. Mọi người mở cái bút ra nha. Mình mở ra cho mọi người xem. Đó, và chúng ta chế nước lọc vào đây. Sau đó đậy nắp lại. Mình không biết nó phản ứng như thế nào mà nó khi mà chúng ta đưa lên giấy thì nó lại ướt cái miếng giấy đó và nó sẽ ra màu như thế này. Tùy theo cái cuốn sách. Mọi người để ý khi chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ thấy nó mờ mờ phía sau cái giấy trắng như thế này. Khá là thú vị. Và cái giấy này á, khi mà chúng ta tô, khi mà các cháu tô xong á thì khoảng 2 tới 3 phút là bắt đầu nó khô cái giấy và nó trở lại như cũ. Đây, và sau khi cái giấy nó khô dần thì mọi người thấy không, cái hình nó bắt đầu nó mờ, nó không có dễ rách nha mọi người. Đó, nó mờ dần và nó một lát nữa nó sẽ thành màu trắng luôn. Thì bên đây thì nó chưa khô nè. Khá là thú vị. Thì mỗi cuốn sách nó đơn giản như vậy thôi, nó nhiều cái chủ đề khác nhau cho các bé chơi nó không bị chán. Tóm lại, với giá chưa tới 20.000 đồng một cuốn, hy vọng qua video này sẽ có thêm một bộ tô màu thú vị nữa dành cho các cháu. Link sản phẩm mình sẽ để ở trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo.